Tô Nam xin gửi chào đến tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là một dàn các phiên bản sơn độ 3D trên mẫu xe Honda Winix các bạn nhé. Mình quay cận cảnh trực tiếp các mẫu xe này tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Những phiên bản màu xanh camo rất đẹp này các bạn có thể theo dõi này. Rồi Petronas vàng đen, xanh dương đậm và một phiên bản màu xanh xi măng các bạn nhé. Đầy đủ với năm màu sắc này, ngoài ra đấy còn một số những cái màu sắc khác nữa hiện tại đang lên trên chiếc xe Honda Winix này. Đặc biệt nhất ấy là những chương trình khuyến mại đến từ đại lý, chương trình chào đón kỷ niệm năm mới và cũng như là chương trình mừng Giáng sinh, nên giá bán của những cái mẫu xe Honda Winix này cực kỳ rẻ luôn. Kể cả những phiên bản sơn độ 3D ở đây cũng chỉ dao động trong khoảng tầm từ 36 triệu cho phiên bản sơn độ thông thường và 37 triệu 500 cho phiên bản sơn độ trang bị phanh ABS các bạn nha. Để các bạn có thể theo dõi một cách chi tiết hơn về các cái màu sắc này cũng như một số những phiên bản sơn zin ở đây, để các bạn có thể theo dõi trên màn hình một loạt các phiên bản sơn zin từ những phiên bản của năm 2022 này đến các phiên bản mới nhất đường đua HRC của năm 2023 vẫn đang có hàng đầy đủ luôn. Giá bán của những phiên bản sơn zin này rẻ hơn so với những phiên bản sơn độ ở kia. Sơn zin tiêu chuẩn thanh thường chỉ 32 triệu 500 nghìn đồng. Phiên bản phanh ABS cao cấp ấy, như những cái màu sắc như là xám nhám, bạc nhám này, đỏ nhám, đen nhám thì chỉ là 33 triệu 500 nghìn đồng mà thôi. Đường đua HRC cũ của năm 2022 giá cũng chỉ vào khoảng tầm 34 triệu 500. Đường đua HRC mới 36 triệu 500. Tuy nhiên một điều đặc biệt là khi các bạn đến với trung tâm xe máy xịn Lai Châu ấy, cứ nói là top 5 giới thiệu các bạn nha, sẽ được giảm ngay 500 nghìn đồng cho tất cả những phiên bản ở đây. Tức là những phiên bản tiêu chuẩn thông thường như chiếc xe màu đen các bạn đang theo dõi này, 32 triệu 500, nói top 5 giới thiệu giảm ngay 500 nghìn đồng các bạn nha. Rất cụ thể và chi tiết như vậy để các bạn có thể theo dõi. Sau đây thì mình sẽ lướt qua từng phiên bản một, kể cả những phiên bản sơn độ 3D để các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Rồi các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây, top 5 sẽ đi soi chi tiết cụ thể trên những mẫu xe Honda Winix và đặc biệt là những màu sắc sơn độ cực kỳ đẹp và cuốn hút này, báo giá cụ thể gửi tới các bạn trong thời điểm cuối tháng 12 của năm 2022 để với những bạn nào đang quan tâm tới mẫu xe này có thể lựa chọn trong thời điểm vàng này các bạn nha. Đầu tiên là phiên bản màu xanh camo, các bạn có thể theo dõi cận cảnh chi tiết trên màn hình mình luôn. Phiên bản này được lên từ phiên bản tiêu chuẩn thanh thường, giá bán chỉ 36 triệu. Nếu các bạn nói top 5 giới thiệu sẽ được giảm ngay 500.000 đồng trên mỗi mẫu xe ở đây nha, như phần đầu video mình đã chia sẻ gửi tới các bạn. Rất đẹp và đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Với những ai yêu thích phiên bản camo thì đây là một sự lựa chọn hàng đầu các bạn nha. Còn phiên bản màu Petronas các bạn có thể theo dõi cận cảnh, giá bán cũng tương tự 36 triệu trong thời điểm hiện tại, cũng lên từ phiên bản tiêu chuẩn thanh thường. Giá bán mình báo đấy các bạn ấy là đã bao gồm thuế VAT rồi các bạn nha, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Đăng ký các bạn cứ cộng thêm cho mình, ở huyện vào khoảng tầm từ 1 triệu 6 đến 1 triệu 7, ở thành phố vào khoảng tầm từ 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 6. Phiên bản màu vàng đen cũng tương tự, 36 triệu vì là phiên bản thanh thường. Màu vàng đen cực kỳ nổi bật các bạn nha, khi các bạn đi ngoài đường sẽ nhận được những cái ánh mắt từ những người đối diện khi lưu thông trên đường. Phiên bản màu xanh dương đậm, Ferrari mới này, các bạn có thể theo dõi cận cảnh. Phiên bản này được lên từ phiên bản cao cấp phanh ABS, giá bán của nó hiện tại là 37 triệu 500, cũng sẽ được giảm ngay 500.000 đồng khi nói top 5 giới thiệu cho mẫu xe này. Rất nhiều bạn ở các tỉnh thành khác nhau đã đến với Lai Châu mình để tìm mua rồi và đã lựa chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý. Top 5 cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ top 5 cũng như ủng hộ đại lý xe máy Lai Châu. Phiên bản tiếp theo là phiên bản màu xanh xi măng với những cái logo Winix rất đẹp luôn. Màu cam ấn tượng, phiên bản này cũng lên từ phiên bản cao cấp trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS, giá bán hiện tại 37 triệu 500. Về cơ bản thì cứ phiên bản phanh thường thôi, màu sắc sơn độ nào cũng vậy, chỉ là 36 triệu, còn phanh ABS sẽ là 37 triệu 500 các bạn nha. Còn đây là một loạt các phiên bản sơn zin, từ những phiên bản tiêu chuẩn phanh thường đến những phiên bản mới nhất của năm 2023 vẫn đang có tại xe máy Lai Châu. Và chương trình này đang áp dụng trong thời điểm chào đón năm mới cũng như là mừng lễ Giáng sinh nên sẽ được áp dụng với chương trình cực kỳ ưu đãi. 32 triệu 500 nghìn đồng cho mẫu xe phiên bản đen bóng các bạn đang theo dõi trên màn hình, tiêu chuẩn phanh thường. 36 triệu 500 nghìn đồng, chính xác là như vậy, 36 triệu 500 nghìn đồng cho phiên bản đường đua HRC mới của năm 2023. Còn HRC cũ giảm đi 2 triệu, 34 triệu 500 nghìn đồng. Không còn sản xuất nữa các bạn nha, với phiên bản đường đua của năm 2022, hiện tại không còn sản xuất nữa, giá 34 triệu 500. Rồi phiên bản màu đỏ đen tiêu chuẩn phanh thường đây các bạn có thể theo dõi, 32 triệu 500 nghìn đồng mà thôi, cũng sẽ được giảm ngay 500 nghìn đồng nếu nó top 5 giới thiệu trong thời điểm này. Rồi phiên bản màu bạc nhám cao cấp giá chỉ nhỉnh hơn 1 triệu so với phiên bản tiêu chuẩn phanh thường,
33.500.000 đồng các bạn nha. Rất rẻ luôn trong thời điểm hiện tại. Trắng đen cũng có này. Tiêu chuẩn phanh thường đầy đủ các màu sắc, ngoại trừ chỉ có duy nhất phiên bản màu xám đen là không còn hàng nữa thôi. Còn lại tất cả các màu sắc ở các phiên bản đều còn hàng. Đen nhám này, cao cấp này, 33.500.000. HRC, đen bóng đầy đủ luôn để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Rất nhiều các phiên bản khác nhau. Mình sẽ tiến đến đây để quay thêm gửi các bạn một phiên bản màu đỏ bóng nữa, đỏ nhám nữa. Đỏ bóng và đỏ nhám ở đây các bạn có thể theo dõi này. Đỏ nhám giá bán cũng tương tự 33.500.000 đồng các bạn nha. Giảm ngay 500.000 đồng khi nói top 5 giới thiệu. Và điều đặc biệt hơn nữa, giá bán đã rẻ rồi, các bạn sẽ được nhận được những món quà tặng cực kỳ ưu đãi đến từ Honda. Đó là các bạn khi mua mẫu xe Honda Wave này được sẽ được bốc thăm trúng thưởng. Với những bạn nào may mắn ấy sẽ được nhận được chiếc xe SH350i hoặc chiếc xe Honda Vision. Ngoài ra không trúng xe, các bạn nhận ngay một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A04s trị giá gần 4 triệu đồng, cũng cực kỳ giá trị trong thời điểm hiện tại. Các bạn có thể nhìn ngắm lại những phiên bản sơn độ 3D rất đẹp ở Lai Châu mình các bạn nha. Miền Nam trước đây đã có và hiện nay miền Bắc cũng đã có rồi. Và tất cả những mẫu xe này đều được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất ưu đãi là 0,79%. 0,79%. Và còn được ưu đãi hơn nữa, các bạn không cần tiền vẫn có thể mua mẫu xe này, tức là trả trước 0 đồng với dòng xe Honda Wave trong thời điểm hiện tại. Một chương trình rất ưu đãi, rất hấp dẫn dành cho mẫu xe Honda Wave tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu các bạn nha. Với những bạn nào quan tâm, đến trực tiếp đại lý để xem cho mình với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý của đại lý với số điện thoại 0969188283 sẽ được anh Thứ tư vấn cụ thể gửi đến các bạn về các chương trình trả góp, chương trình khuyến mại. Hiện tại mua xe các bạn vẫn nhận ngay được một chiếc mũ bảo hiểm cũng như những bộ quần áo mưa đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu các bạn nha. Những màu sắc sơn độ rất đẹp bóng bẩy. Toàn bộ dàn sơn độ này sẽ được bảo hành gửi đến các bạn. Nếu bị bong chóc, mờ mốc lớp sơn, đại lý sẽ bảo hành cho các bạn. Và dàn nhựa này phải gửi về cho tận thành phố Hồ Chí Minh sơn lên rồi đưa ra lắp ráp lên những xe Honda Wave, nên giá bán trong thời điểm này là cực kỳ ok rồi. Sơn độ mà giá lại đã rẻ rồi thì còn gì phải bằng nữa các bạn nha. Đó là một số thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn thông qua video ngày hôm nay. Cảm ơn rất là của mình. Nếu các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.